Cái gì? Ở shop này có camera hả? Vâng đúng rồi, ở ngay sau lưng anh đó. Ê, sao cái túi của anh nãy giờ anh chưa mua gì mà nghe nó nặng nặng ta? Nói là đó. Ủa, hình như cái bộ lưới Hello Kitty này là của shop em đúng không? Ờ đúng rồi, shop em vừa mới nhập về này. Ủa, nhờ, đúng sao? Bên em đó. Ủa sao năm nay ta? Thôi bỏ đây đi, kỳ thiệt cái chứ. Ê, còn nặng nữa nè. Ê, cái quân kén Unet xịn bánh xe này cũng mua shop em luôn đúng không? Trời ơi, giá trị của bên shop em đó. Đúng của shop em luôn nè. Sao nằm trong cái túi của anh đó chứ. Thôi, anh trả lại luôn nha. Hỏi cho anh đi về, nãy giờ anh mất đi cái sự riêng tư rồi. Chán quá. Vâng, VMC cảm ơn, anh về thường lộ nằm ngang nha. À, mấy anh ơi, anh trả hết đồ rồi đó. Nhẹ tay thôi,